Xin chào các anh em đến với channel của mình. Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thân Mộ phần 2. Nếu thấy video bổ ích, các bạn đừng quên để lại một like hoặc một lời nhận xét góp ý bên dưới phần bình luận nhé. Cháu gái của viện trưởng là Đông Phương Phượng Hoàng cưỡi đại bàng xuống sân xem tình hình. Chưa cần biết người đến có lai lịch gì, cô công chúa bá đạo trực tiếp mắng luôn. Chỉ tay thẳng mặt nói rằng cô ta chưa phân rõ đúng sai mà đã vội thiên vị, lại còn ra vẻ ta đây. Học viện thần làm này cũng chẳng ra làm sao cả, toàn là kẻ thích ức hiếp. Thần Nam biết rằng chỉ cậy miệng lưỡi chẳng làm nên chuyện gì, nên vội vàng ngăn cản Sở Ngọc nhưng đã quá muộn. Đông Phương Vượng Hoàng phóng ra nhiều luồng công kích, Thần Nam phải cầm tay Sở Ngọc tránh né. Tiểu ma nữ lại khăng khăng muốn đánh nhau, phải đập cho nữ tử điên kia một trận. Đông Phương Vượng Hoàng nghe được những lời này càng thêm phẫn nộ, cô ta phóng ra nhiều luồng công kích hơn. Trong học viện có thứ Thần Nam đang tìm kiếm nên hắn nhất định phải gia nhập. Hắn lên tiếng giải thích rằng Khải Văn gây sự trước, ép phải làm thêm một cái thử thách nữa. Sau khi mọi thứ đã rõ ràng, Khải Văn bị mắng cho một trận. Sở Ngọc cũng không thoát tội vì đã có những lời lẽ xúc phạm học viện nên không được nhận. Để cô ta nhập học không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Thần Nam không thể cho tiểu ma nữ đi một mình được nên phải chấp nhận rời đi cùng nhau. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì Khải Văn lại lên tiếng xúc phạm, khiến hắn phải quay lại thách thức có dám đấu với hắn một trận hay không. Với tính cách cao ngạo, Khải Văn nhanh chóng đồng ý. Đông Phương Phượng Hoàng làm người chứng kiến, điều kiện kèm theo là không được phá hỏng công trình. Xung quanh có nhiều bức tượng các tiền bối của học viện. Thần Nam là võ giả, Khải Văn là pháp sư. Mỗi loại tu sĩ đều có lợi thế riêng. Đặc điểm nhận biết của pháp sư là lúc nào cũng cầm theo quyền trượng. Khải Văn thi triển ma pháp tạo ra thanh trường thương, phương hướng tấn công thay đổi rất linh hoạt. Thần Nam cũng rút trường thương đón đỡ rồi mượn lực hất văng lên không trung, sau đó nhảy lên đá mạnh vào trường thương khiến nó bay ngược về phía đối thủ. Pháp sư chơi thương với võ giả chuyên dùng thương làm vũ khí như hắn là đang khinh thường nhau rồi, cho nên Thần Nam đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để trả lại cho đối thủ. Khải Văn bắt đầu dè chừng, gắng ngưng tụ ra nhiều phi tiêu bốn cánh tấn công. Những cái phi tiêu cực kỳ sắc bén, dễ dàng cắt đôi trường thương của Thần Nam như cắt đậu phụ. Thần Nam nhanh trí nhảy lên bức tượng gần đó, ai ngờ đối thủ đã tạo ra một lớp băng sắc nhọn. Hắn nhanh trí đá gãy cột đá rồi sử dụng cột đá làm vũ khí ngăn cản các phi tiêu, sau đó ném cột đá thẳng mặt đối thủ. Pháp sư có lợi thế sử dụng ma pháp linh hoạt, chỉ cần đứng yên niệm phép là đã có thể ngưng tụ ra nhiều loại vũ khí tấn công và nhiều kiểu phòng ngự. Khải Văn tạo ra một hàng rào băng và đóng băng cột đá lại. Hắn đấm ra một quyền đánh bay Khải Văn khiến gã ta điên tiết. Công kích tung ra mãnh liệt hơn, Thần Nam lợi dụng sự linh hoạt để bay nhảy khắp các bức tượng khiến đối thủ không làm gì được. Lỡ tay một chút thôi là phá hỏng ngay, đây chính là ý đồ của hắn. Khải Văn dù đã có đề phòng thì cuối cùng vẫn mắc bẫy. Công kích chưa chạm được vào người hắn thì thôi, đã vậy còn bị hắn lợi dụng để phá hoại. Sau thủ nãy giờ không chiếm được lợi thế, Khải Văn biết rằng muốn giành chiến thắng phải sử dụng đến sức mạnh áp đảo. Thế là gã ta sử dụng ra tuyệt chiêu, quyền trượng phóng ra nhiều luồng sấm sét, rồi ngưng tụ ra một cái trận pháp khổng lồ trên bầu trời. Trận pháp này khuếch đại sấm sét rồi điều khiển tấn công, xem ra tên này đã nổi ham muốn chiến thắng rồi. Một luồng sấm sét to khủng khiếp giáng xuống. Nếu bị thứ này đánh vào người thì cơ thể xác định bị nướng chín. Thần Nam tạo ra một lá chắn ngăn cản, sau đó thi triển tuyệt chiêu cầm long thủ, ngưng tụ ra hai bàn tay giữ lấy sấm sét, rồi ném trả lại cho Khải Văn. Gã ta giật mình kinh ngạc trong giây lát, sau đó cũng nhanh trí tạo ra một đóa hoa sen bao bọc quả cầu sấm sét vào bên trong. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ là cầm cự chứ không hóa giải được năng lượng từ quả cầu. Năng lượng tích tụ bạo phát vụ nổ chấn động và đồng thời đánh bay Thần Nam cùng Khải Văn về phía sau. Các bức tượng xung quanh lại không có gì bảo vệ nên trực tiếp bị phá hủy. Thần Nam thấy vậy liền méo mặt. Đông Phương Phượng Hoàng vừa phẫn nộ vừa sốt ruột, còn Khải Văn thì điên tiết không chịu nổi nữa. Gã ta quyết định sử dụng đến chiêu thức mạnh nhất. Hôm nay nhất định phải nướng chín Thần Nam. Gã ta bạo phát toàn bộ sức mạnh, sấm sét tuôn ra như vũ bão che phủ bầu trời. Đi theo đó là mây đen cuồn cuộn tập trung lại giống như một cơn bão. Nhược điểm lớn nhất của pháp sư là tiêu hao pháp lực, gọi theo cách dễ hiểu là mana. Đang thi triển dở dang thì Khải Văn hết mana khiến chiêu thức mất kiểm soát.
sấm sét bắn ra tứ phía, xui xẻo bị đánh trúng là no đòn. Đông Phương Phượng Hoàng hô hào mọi người vận công phòng ngự, nhưng mà cách này chỉ là tạm thời. Một khi sấm sét giáng xuống, không ai có thể thoát được. Thần Nam nhảy lên không trung rồi lấy ra hậu nghệ cùng. Thần khí vừa ra, Đông Phương Phượng Hoàng cũng phải bất ngờ. Mũi tên đâm xuyên qua đầu quyền trưởng khiến pháp thuật bị gián đoạn. Khai Văn được giải cứu, nhưng mà quả cầu sấm sét vẫn còn đó. Nó lao nhanh xuống dưới sân đấu. Đúng lúc sắp phát nổ thì cao thủ của học viện đã xuất hiện. Anh ta triệu hồi ra một sông khổng lồ đỏ rực giống như đang bốc cháy. Sông khổng lồ há miệng nuốt quả cầu sấm sét vào bụng. Bùm một cái, vụ nổ vẫn xảy ra nhưng uy lực đã giảm đi 9 phần. Dư chấn chỉ tạo ra một trận gió bão thổi cho cát bụi bay mù mịt. Hóa ra người thanh niên áo đen đeo mặt nạ tên là Lãnh Phong, đại sư huynh trong học viện. Lãnh Phong đã nghe tin tức liên quan đến Hậu Nghệ Cung và biết hắn chính là Thần Nam mới nổi danh gần đây. Thần Nam cũng nhận ra Lãnh Phong đã có mặt nên mới bắn vào quyền trượng cứu mạng Khai Văn. Mọi xích mích được hòa giải, nhưng mà nhóm người Thần Nam lại không được nhập học vì học viện đột ngột dừng tuyển sinh. Nếu như vẫn muốn nhập học thì Lãnh Phong có thể chỉ cách. Thần Nam muốn nghe thử đó là cách gì. Lãnh Phong tiết lộ rằng bên trong rừng núi gần học viện có một di tích thượng cổ. Trong di tích xuất hiện thần cốt, học viện phong tỏa tin tức bằng việc dừng tuyển sinh. Một khi tin tức mà lộ ra ngoài thì chắc chắn sẽ có một trận tranh giành đẫm máu. Nếu nhóm người Thần Nam lấy được thần cốt thì hắn sẽ đích thân báo cáo với viện trưởng để bọn họ nhập học. Sở Ngọc vội vàng thì thầm với hắn, giá trị của thần cốt rất lớn, nếu tìm được thì còn nhập học làm gì nữa. Dù thế nào thì trước tiên hắn cũng đi vào rừng xem xét đã. Sau khi Thần Nam rời khỏi học viện, Mộng Khả Nhi lại đi tới gặp viện trưởng và Đông Phương Phượng Hoàng. Nàng ta đại diện cho đạm đài phái giao lưu cùng với học sinh của học viện, đồng thời phụng mệnh sư phụ đến mượn đọc cổ tích trong tàng thư các để khôi phục bí pháp đã thất truyền của đạm đài phái. Nhưng mà học viện lại có quy củ rằng bí tịch không truyền ra ngoài, muốn mượn bí tịch thì cần phải có điểm công lao. Viện trưởng trực tiếp nói ra chuyện thần cốt để Mộng Khả Nhi đi tìm kiếm. Nhóm người Thần Nam đi tới một cái cầu, trước mặt chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại bị làn sương dày đặc bao phủ. Phía sau làn sương ẩn chứa chiến ý rất mạnh. Bên kia cầu là một vùng núi hẻo lánh, cây cối chết khô từ rất lâu rồi. Xung quanh có nhiều con ma thú tung hoành. Thấy có người xâm nhập, bọn chúng ồ ạt kéo đến tấn công. Sức chiến đấu của đám ma thú này không quá mạnh, đánh đấm một hồi cũng dọn sạch được bọn chúng. Tiếp tục tiến lên nhưng phía trước lại là một cái vực sâu không thấy đáy. Thần Nam đột nhiên nhìn thấy bóng hình thần ma khổng lồ và cảnh tượng chiến đấu đẫm máu năm xưa. Bọn chúng đang tranh giành món bảo vật nào đó. Cuối cùng tất cả thần ma đều chiến bại bỏ mạng, bảo vật bị rơi xuống nước. Điều kỳ lạ là chỉ riêng hắn nhìn thấy ảo cảnh này. Hắn rút kiếm chém tan màn sương mù để lộ ra một ngọn núi đang lơ lửng trên bầu trời. Sở Ngọc xông xáo muốn làm người đầu tiên lấy thần cốt nên một mình xông lên ngọn núi. Ai ngờ chưa làm được trò chống gì đã bị khống chế. Cô bay trở lại xả đạn tấn công Thần Nam và Quan Hậu. Thần Nam phải dương cung phá hủy liên kết khống chế mới khiến tiểu ma nữ lấy lại tỉnh táo. Phe địch có tận 3 con rồng, bọn chúng lần lượt bay đến tấn công và điều khiển nhiều cái rễ cây trói Sở Ngọc và Quan Hậu. Thần Nam vội lao đến ôm theo hai người nhảy xuống vực, sau đó lại thi triển công pháp tạo ra hai bàn tay khổng lồ nắm vào vách đá nhằm giảm bớt tốc độ rơi xuống. Nhờ vậy mà mọi người vẫn an toàn, trùng hợp là Quan Hạo lại mang theo một cái túi ớt bột. Đây chính là khắc tinh của loài rồng khiến bọn chúng mất đi sức mạnh trong thời gian ngắn. Lợi dụng điểm yếu này để tấn công chọc giận bọn chúng, khiến bọn chúng bay ra ngoài truy đuổi Sở Ngọc. Còn Thần Nam thì thừa lúc vườn không nhà trống để lèn vào trong lấy thần cốt. Có một cánh cửa nằm trong gốc cây, ngay khi vừa tiến vào, Thần Nam đã đi tới vùng không gian khác, thần cốt ở bên dưới đáy hồ. Trùng hợp là Mộng Khả Nhi cũng đi tới, Thần Nam trực tiếp bày tỏ mong muốn có được thần cốt, mong nàng ta đừng tranh giành. Mộng Khả Nhi lại không trả lời, nàng hỏi hắn có liên quan gì với Hậu Nghệ Cung. Vốn dĩ Hậu Nghệ Cung thuộc về thần gia, về sau rơi vào tay của Đạm Đài Tuyền. Mộng Khả Nhi chỉ biết rằng cây cung đó là thần khí của tổ sư Đạm Đài Phái, vậy tại sao hắn lại có thể sử dụng được? Thần Nam lập tức đoán ra ý định của nàng là đang thăm dò thân phận của mình và rõ ràng không có ý định nhường thần cốt, nên trực tiếp gọi thẳng tên của Đạm Đài Tuyền để chọc giận Mộng Khả Nhi,
đồng thời tuyên bố rằng nếu nàng cứ khăng khăng ngăn cản thì cứ thử xem. Hắn nhanh chóng lặn xuống hồ nước, Mộng Khả Nhi ở bên bờ chém xuống nhiều luồng kình lực, ép hắn phải ngoi lên bờ. Nàng ta lại vung kiếm tấn công. Thần Nam đấm ra một trường khổng lồ ép lui đối thủ rồi thừa cơ lặn xuống dưới. Thấy tên nam nhân này quá lươn lẹo, Mộng Khả Nhi cũng bực bội. Nàng không còn cách nào khác là bơi theo xuống tranh giành. Xem tới đây tập phim lại hết rồi. Diễn biến các tập tiếp theo sẽ có trong video sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.